Tin nóng xin biết ngày 24 tháng 8, địch đại Nhật Ba nhà hàng vô phim. Arjuna Baby xuống sắc, Ngô Thư Hân Hạc Đệ ngọt ngào trên live stream. Weibo ngày hôm nay là loạt hình ảnh mới cực mà lem của Vương Hạc Đệ. Bên cạnh đó, anh chàng cũng đã có buổi live stream cùng bạn diễn Ngô Thư Hân. Một trong những hình ảnh gây hoang mang nhất từ Arjuna Baby, do nhan sắc của cô không được hoàn hảo. Ngoài ra, loạt poster của vô phim cũng được quan tâm rất nhiều. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé. Ngô Thư Hân vừa Hạc Đệ live stream tại Điện Tư Mệnh, Arjuna Baby xuống sắc. Vương Hạc Đệ hiện vẫn đang là sao nam hot nhất showbiz, anh chàng xuất hiện mọi nơi. Vai diễn Đông Phương Thanh Thường cũng là tâm điểm chú ý. Mới nhất để tăng thêm độ hot thì phía Vương Hạc Đệ đã tung ra bộ ảnh mới, khoe body cực lem dưới làn nước. Sau khi loạt ảnh đăng tải, hội fan girl đã không ngừng thả like, còn để lại nhiều comment khen anh chàng quả ư là đẹp trai. Cũng trong chiều tối, Vương Hạc Đệ đã có màn livestream của bạn diễn Ngô Thư Hân. Cả hai có nhiều tương tác cực dễ thương, làm hội đu phim phải quấn quéo. Một điều hài hước cũng gây chú ý đó là cả hai livestream ngày trước tấm ảnh Điện Tì Mệnh. Điện này sập tận 5 lần trong suốt buổi livestream, làm Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Bạch Lộc và Cổ Lực Na Chát hôm qua còn có ảnh quảng cáo mới cho nhãn hàng, nhan sắc của hai nữ diễn viên rất ổn định. Tuy nhiên so ra thì Cổ Lực Na Chát vẫn đẹp hơn Bạch Lộc vài phần, thậm chí mỹ nữ Tân Cương còn được cho trẻ hơn nữ chính Châu Sinh Như Cố, dù cho Na Chát hơn 2 tuổi. Arjuna Baby hôm qua đã dự sự kiện cùng Lại Quản Lâm. Cặp đôi của dáng hình nên có của tình yêu đã có những tương tác cực ngọt ngào. Tuy nhiên tâm điểm chú ý lại là nhan sắc của Baby. Trong ảnh đã chỉnh sửa, cô hiện lên xinh đẹp trẻ trung ngọt ngào, nhưng qua ảnh chụp màn hình mới thấy nhan sắc của Baby đã xuống dốc cỡ nào. Loạt ảnh make hôm nay thuộc về Dữ Phượng Hành và Ninh An Như Mộng. Với Dữ Phượng Hành, Lệ Dĩnh xuất hiện trên phim trường với bộ đồ trắng, vóc dáng nhỏ nhắn của cô khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ninh An Như Mộng hôm nay tiết lộ hình ảnh của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trên phim trường, cả hai có lẽ đang chuẩn bị cảnh quay kế tiếp của mình. Bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ do Bạch Vũ và Dương Mịch đóng chính sau thời gian chờ đợi chính thức được cấp giấy phép phát sóng. Phim gồm 40 tập, đề tài tình cảm y khoa. Hiện mới chỉ có thông báo qua duyệt, có lẽ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có lịch lên sóng. Màn kết hợp của Cung Tuấn Triệu Lệ Dĩnh ở vô phim nhận được rất nhiều sự mong chờ của người hâm mộ. Mới nhất loạt poster riêng của hai diễn viên đã được tung ra, cho thấy Lệ Dĩnh Cung Tuấn cực hot mắt. Đặc biệt là Lệ Dĩnh, có vẻ như nữ diễn viên sẽ trở lại với tạo hình bác sĩ Thẩm Vũ ở Ai Là Hung Thủ. Ngoài ra, địch đại Nhật Ba Đoạn Dịch Hành cũng là cặp đôi xuất hiện ở vô phim. Poster của hai người cũng đã chính thức tung ra. Nhan sắc xinh đẹp, sắc nét của Nhật Ba vô cùng cuốn hút. Tuy nhiên quan trọng là diễn xuất của cô nàng có được hay không thôi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.